Tối ngày 22 tháng 1, lễ trao giải ấn tượng đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ nhiều show lớn trong showbiz Việt có mặt. Cư dân mạng cũng vô cùng chú ý tới lễ trao giải vì có rất nhiều hạng mục đề cử ấn tượng. Buổi lễ trao giải vinh danh rất nhiều cái tên có đóng góp không chỉ trong showbiz Việt mà còn ở nhiều hạng mục vì cộng đồng khác nhau. Tại buổi lễ, Sơn Tùng, Hải Tú cũng như một số cái tên khác đã vắng mặt do có việc bận không thể lên nhận cúp. Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một số sao Việt như Phương Nga, Đen Vâu bị bảo vệ từ chối không cho vào tham dự lễ trao giải. Theo đó, khi buổi lễ vừa mới bắt đầu thì Phương Nga xuất hiện, Á hậu một diện chiếc đầm được chuẩn bị công phu, thế nhưng bị bảo vệ ngăn lại bên ngoài với lý do buổi lễ đã bắt đầu và được truyền hình trực tiếp, nếu vào trong thì giờ này sẽ không còn chỗ ngồi. Ngay sau đó, Đen Vâu cùng với ekip của anh cũng đã xuất hiện và bị chặn ngoài cửa. Đen Vâu cũng đã đành ngậm ngùi ra về. Thế nhưng, nhiều người nhanh chóng phát hiện ra rằng trước Đen Vâu thì Bích Phương cũng tới trễ và được vào cửa. Thế nhưng nam rapper lại buộc phải ra về. Đoạn clip được chia sẻ đang nhận được nhiều sự chú ý. Ngoài Phương Nga, Đen Vâu, khán giả còn thấy một gương mặt khác cũng không được vào tham dự như Thanh Khoa.